សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នែលស្តេនអប្របរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងពុតជាស្រាវខ្លាំងណាស់វីដេអូជនជិតចិនពីរនាក់ជាគូសង្សារនឹងគ្នាត្រូវបានគេប្លន់សម្លាប់នៅសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បាទឆ្នែលស្តេនអប្របរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះព្រមទាំងមានវីដេអូបង្ហាញផងដែរបាទជនជិតចិនប្រុសស្រីពីរនាក់នៅក្នុងបន្ទប់9រយសូន1ជន
mình còn mốc xâm lập giang xa hai bệnh xây bắt hai ca này cứ bàn bằng co áo mình cao phía phá hát ca bì bì lì mong bây nâng xam sắp nê tiêu rồi xí nâng ngay tì đọc bây khai mẹ ra cho nằm bì phân và phơi muối đại sở thân nơi tam play lê bàm bốn kháng tập bông xa cặp cô nông sân cắt tình lý và xa khăn chung ca môn ở rịt tình lý phân bình nếu bà dung ta tam bà phố bò mình bì kinh lãnh cắt hát của bàn ở đằng phong đại thế nếu muốn bì cắt hát nẹ bao xâm át bần tốt bàn cú thuyết đảm bày chô tơ xâm át sắp thay bì nô bần tốt kháng lơ bùm miên chạ sao nụ lời bà cao mốc nẹ bao xâm át bần tốt của bàn bao thuyết chô tực nóng sắp tay bà tiệc khớn chân chết chân bì nẹ bà sạch để sắp nực nông nụ mặt ta hỏi bà dân khinh tháp liêm liêm nô có bàn rì kẻ bà cột của bàn rì kẻ tơ kháng xâm át đặc cách mù lật hàn đảm bày chô một một mơ cả lãnh tí tăng cắt hai càng lớn ấy đảm bây thua cậu xa lùi cháy rồi có đảm bây bình nất mơ chung vinh tí tăng đi phong đài chân rộng cổ tìm mối miền chung một thà cháu dùi xính chân chết chân phê xa hí ở dụng một phần mùi chân nằm một rõ bó nợp tìa chứ một xa hí rõ bó chân rộng cổ tìm bì đây miền chung một thà chiều bò chân chết chân phê bò ở dụng xa mùi chân nằm một rõ bó chi bò thiên cổ hôn phá lật đài xa nặng nơi khôn đố đại cắt hai càng lớn ấy bắt chung phố cả này nếp phong đài xe mặt cách xong xài chỉ khi ta cảm phân dục lối bị chân rộng cổ đào chân xong xáy bảo chung nôn bị nẹ đài mà nẹ bảo bà cảm phương khlấy chung tơ bỏ rõ chân rộng cổ nâng chân xong xáy mà nẹ tiết vô cảm bật chung xa trái rộng cổ bắt dừng khuyên tha chân xong xáy bàn chua bần túc nực nông xung khôn đô dì hào ấl ếc rì xoay đền nơi chôn tiếp rộng buôn đài bàn tiếp chọn phán cá dàng một chất bằng phận bắt công lăng chung nền bàn trút bình nịch đòi miên ọc nhà bình chạm một đất nốn sổ văn ở rộn cụ bệt có sao bị cháy bàn bình chạy thay cả rạng này khi tự cám đòi bỏ rõ chỉ chân rộng cổ trợ bàn chân xong xài phá hức xài cổ cho người rất có bệnh đào ai sắp bắt bóng chỉ vật rùi có ô dục xạ sóc cho tự khnông bình tục tệch chung này chân rộng cổ sẽ trấy trợ chân xong xài phá vị thị dục cổ nát đã cho tự khnông muộn rùi dục xót bật mốt cho mô phân hết chân ai đắc chó bạn ai đắc chó sắp tại mà đòn đòi khá chân rộng cổ rớ chân xong xay có dốc xay cố rung chướng tiền xong kháng cùng ai đá rớ có lột bàn rớ có chân xong xay chạc xào thuyền hai chân thật bắt tại mà đòn tư bà này cứ chỉ cả này đòi đòn thốt mùi để cả làng được nông đàm chân năm bì bọn mà phê mùi bà cả làng chỉ mùi năng chân dịch chân đài thật bàn chân xong xay chùm nôn bì rốt cứ chỉ bỏ rõ đài cổng phong tài thưa ai xa mặt kênh xoá xoá nhà rộng mục sử nhá thà tớ chi nữa nào bật gọn được nông kế xùm lắp chân chết chân bì nẹ cu xong xa ni bà đã hỏi ni tam ca xôn là than rộng bò xa mặt kênh của bàn bằng hành khuyên tha cả rần nấy phân dục trọc xa mặt bà bạn đừng nói cư miên video bằng hành phong đáy bởi mật xông từ tù xa nào video rôn thốt chứ mùi nâng chân này sẽ tên áp rộng bò dừng khi chung bằng tỏ